là chạy mí mắt mẩn rỗ xanh rồi hả? Dưới này hơi đau. Đau lắm à. Ráng nè, dưới này nhiều lắm. Đã mà đau lắm. Ừ. Đã nặng từ từ coi cà phê mà lại nhanh quá. Cái cà phê. Đây là màu xanh này. À đúng rồi, bữa mua có cái cục mua mà thiệt phê á. Mà lông bấm là màu xanh quay. Trắng vui. Hay mình đang vui á, hồi mình đang trong cái TikTok rồi á, một cục thôi. Tóc không quay mụn được, có cục mụn khổng môi thôi, cục mới. Ừ, chứ thời gian đâu có lâu. Nhưng mà TikTok cũng ghê lắm nghe. Thế mà lên xu hướng được là họ coi gì nữa. Ghê lắm, ghê là đăng clip biết không, không cho mình đăng mấy này. Vô ăn hết á, vô không có. Chúng mày coi phim mà đang cắm ta biết mà bây giờ họ coi TikTok còn nhiều hơn Facebook không? TikTok nhiều hơn mà. Ngày đeo khẩu trang cái này kìa. Không, đeo khẩu trang xong á, cái mình mà ví dụ không đeo mình không tự tin. Để ấy nè. Thở nó kiểu hư đồ kìa. Thở đồ. Không có bà nào tím nó không có mụn lung á. Tầm cái lây hồi xưa trừ rồi. Lây nghĩ ra đó. Chứ tim đánh cười không có bị. Chứ lông, mà lông tim tà la đang có nói đâu. Tim môi không có má ơi.
mấy cái cục này mà để lâu á sẽ lên một bậc luôn nha. Lên nhé, nó đang lên rồi nè. Hạn chế máu mà nhiều lắm rồi. Không tùy da nha, không bữa lạnh cái da nó quay cái da nó đục nhiều là máu, đục nhiều là máu. Nhưng mà một lần cũng hạn chế được mà da này máu nè. À, với Ly là chưa kiểm soát được cái đó. Chưa hạn chế được. Đau rồi đó. Đau gì em? Chưa đau. Đã nghe, hơi đau đó. Cục này lì kinh luôn á. Rồi ra. Quá đau luôn. Anh đây phải đem một kem về đánh thôi chứ bộ để đâu á. Ừ, chắc xin lấy thuốc về dùng em nghe. Chắc phải bôi thôi. Và thứ nhất là hắn trị thâm á. Trị thâm hiệu quả lắm. Cái này mà qua trễ là lên một bọc hết cả mặt luôn. Pim pim hết. Chị cũng mua cho em. Cái là thuốc như chị mua cho em rồi. À, mua ở đây. Thuốc bắc đúng không anh? Không biết nữa. Ý là mua ở đây. Không biết, chị giới thiệu ở đây, chị vô đây. Chị mua. Chị thuốc, chị hay chị ăn. Chị Rục à? Dạ. Nói chị Rục hỏi xem, hỏi thử mua thuốc ở đây hay là ở đâu. Chị xíu hỏi. Ừ, xíu hỏi nếu mà mua đúng ở đây thì dùng ngay. Dạ. Còn không thì thôi, một là nặng không thôi để rứa chứ đừng có dùng bại bại là hắn không thấy mà nặng hơn á, mất công nha. Dạ. Có khả năng là dùng thuốc ở đây đó, hoặc là mua ở nhà cho em rồi. Chị hồi trước cũng nặng đây mà. Chị vô đây chắc dùng thuốc bình thường. Ừ. Nhìn máu. Ừ. Cho hai nhà con máu không đi mà tóc mà chột rồi đó. Cái này thích coi mấy cái nế đúng không? Ừ, móc móc. Nó ai gấp một mũi. Chết. 10 phút rồi. Từ từ, hồi nãy 10 phút rồi. Đúng không? Cái này cái thứ hai mà. Chắc 4 cái. Đoán rồi.